Ở đây là em có một chiếc Seiko 5 này. Seiko 5. Chiếc này là hàng trưng bày thanh lý chưa dùng. Về kèm sẽ có bảo hành nội địa Nhật. Chiếc này sẽ được bảo hành 2 năm tại Việt Nam và hướng dẫn sử dụng đi kèm. Một chiếc Seiko 5 quân đội. Ở bản này thì Seiko 5 cho ra mắt từ khoảng đầu năm 2022 các bạn. Đó. Khi mà họ nhận thấy là ở cái bản 37mm và cái bản 42mm của Seiko 5 quân đội thì nó còn một cái khoảng ở giữa nữa. Thì Seiko 5 cho ra size khoảng 40 để phù hợp với các bác mà đeo 37 thì nhỏ mà 42 thì to đấy. Đó. Và bản này thì Seiko 5 quân đội đã được nâng cấp lên bộ máy 4G. Có cót tay và có dương kim dây thì các bác dùng thoải mái hơn rất nhiều. Chiếc này của em thì nó sẽ có mã là SRPG39K1 các bác nhé. Xe mặt đường kính khoảng 39,5 và độ dày ở đây em có khoảng tầm 13,5 mm. Lắc tu lắc trên chiếc này là khoảng 47,5. Nó hợp với anh em tay từ 15 đến 17 là đeo rất đẹp chiếc này. Dòng Seiko 5 quân đội thì nó có đặc điểm là rất dễ nhìn giờ với 12 bộ cọc số Arabic 11 bộ. Đó. Bao gồm giờ sáng ở cái viền ngoài và giờ tối ở viền trong từ 13 đến 24. Lịch ngày, lịch thứ này, logo, cơ tự động automatic, có dạ quang các bác nhé. Thân kim và trên các chấm ở 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để các bác dùng. Rất đẹp. Mặt kính là kính khoáng cứng, kính Hartlek của Seiko. Núm trình giờ không có logo, còn ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số này. 4R36A, Seiko 5. Chống nước 100m, thân thép không gỉ, seri ở đây và chúng ta sẽ có là máy 4R36, sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Seiko ở nước thứ ba ở Trung Quốc hoặc Thái Lan và nó làm cho thị trường nội địa Nhật trên này. Dây 20-18 các bác nhé. Dây da. Khóa xiên. Em sẽ lên thử trên tay 17 trên này. Đây nó là bản dây da thì nó sẽ hợp với các bác nào thích phong cách của dây da. Chiếc này nó hợp với tay từ 15 trở lên là các bác đeo rất đẹp. Đó. Máy 4R có quạt tay có dương kim dây với 21 chân kính và 21.600 tần số dao động. 41 giờ tính cót tối đa. Hàng trưng bày thanh lý chiếc này bên em có giá là 4 triệu 550 nghìn. Mã 6129, 4 triệu 550 nghìn. Các bác mà đang quan tâm và yêu thích chiếc Seiko 5 quân đội này thì có thể truy cập trực tiếp vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng. Mã của chiếc này là 6129, giá là 4 triệu 550 nghìn. Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ bên em theo các đầu số là 1900 3468, hai số di động 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699. Đầu Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video của buổi tối ngày hôm nay của bên em. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.